Câu chuyện các anh chị đến với nhau đầu tiên như thế nào? Có phải là do mình bị hút bởi cái đẹp của đối phương không? Câu chuyện của tụi em thì cũng khá đặc biệt. Không phải là một câu chuyện tình mà mơ mộng thời sinh viên rồi yêu nhau, mà tụi em là trải qua rất nhiều bầm dập của cuộc sống mới đến được với nhau. Phải nói như thế ạ. Em cũng đã từng ly hôn. Dạ. Anh Nam cũng như thế. Trong một lần công tác em vào giảng dạy thì có gặp mà anh Nam, và anh Nam cũng học trong một số lớp đào tạo của em á. Thì cuối cùng tụi em làm bạn và chia sẻ các câu chuyện trong cuộc sống ạ. Anh đăng ký cái lớp đó rồi anh mới gặp Thảo, hay là anh gặp Thảo rồi gặp anh mới Thảo đăng? Rồi đó. Mình mới đó. Đăng ký lớp đó. Đúng rồi đó. Đã, là vì một người mà mình quyết định. Trước đấy thì anh em chơi với nhau thì có chia sẻ các câu chuyện liên quan đến cuộc sống, và sau đó thì dẫn dắt liên quan đến gia đình. Thế thì hai anh em cứ trao đổi chia sẻ như vậy, thì từ tình cảm bạn bè tụi em bắt đầu dần dần cảm thấy là không thiếu được nhau nữa. Lúc đó là tụi em ở xa 2000 cây số, cứ cái điện thoại buổi một ngày gọi điện có khi 8 tiếng đồng hồ nói chuyện trên trời dưới bể gì, 8 tiếng chị ạ. Cứ nói thôi, mà lúc đấy chưa nói yêu nhau hay chưa nói gì hết. Sau đấy mình thấy ô sao anh này anh hợp với mình thế. Thế và tự nhiên mình cảm thấy là ô hôm nào anh không gọi cho mình, tự nhiên mình cảm thấy là thiếu. Chết rồi, hình như mình có cái tình cảm gì chết đó rồi. Rồi. Nhưng mà mình không nói đâu. Sau đấy là em bay vào thành phố Hồ Chí Minh thì tụi em lại gặp lại nhau. Trong quá trình gặp lại nhau đó thì tự nhiên có cảm xúc, bắt đầu tim đập, chân run. Tự nhiên hai đứa nhận ra rằng là mình đã yêu nhau, nhưng mà nói chung là cũng giấu vào bên trong một thời gian khá là dài. Rồi bắt đầu mới bộc lộ ra, đúng không anh? À, mình gặp đúng người. Thế thì cuộc hôn nhân trước đó của anh có phải là gặp đúng người không? Nhìn lại quá khứ thì mình có thể nói rằng cũng là đúng người thôi. Bởi vì... Tại sao lý gì? Bởi vì đó là duyên nợ. Dạ. Nếu không duyên không nợ thì không thể đến được với nhau. Và mình cũng phải cảm ơn cuộc hôn nhân trước dù thất bại. Nhưng thực ra chính cái cuộc hôn nhân trước làm cho mình là một con người bây giờ. Và con người đó mới phù hợp với Thảo. Bởi vì qua cuộc hôn nhân trước thì có rất nhiều điều, rất nhiều bài học mình rút ra được. Dạ. Mình sẽ phải xem lại mình sẽ phải xem lại cuộc sống, xem những cái cách trước đây mình nghĩ rằng mình xử sự như thế là đúng, thì nó có phải là đúng không? Với Thi Thảo thì tại sao mình lại phải dừng lại ở cuộc hôn nhân đầu tiên? Lúc đấy còn trẻ quá. Em yêu lúc đấy 19 tuổi. Nhưng mà cũng không phải là một cuộc hôn nhân chóng vánh, là yêu một thời gian ngắn rồi cưới, mà em hơn 5 năm em mới quyết định cưới. Và em nghĩ là vào thời điểm đấy thì cuộc hôn nhân đấy là đúng. Tuy nhiên thì về sau đấy thì có rất nhiều chuyện xảy ra. Và mọi người nói là cuộc sống không như là mơ, tình yêu không như là thơ. Yêu xong rồi lấy nhau thì bắt đầu mới sinh ra rất là nhiều những vấn đề. Và nếu như mình không biết cách xử lý những vấn đề đó thì nó cứ trôi tuột đi. Em biết nhưng mà em vẫn giữ im lặng. Em đau nhưng mà em không nói ra. Em tổn thương nhưng mà em vẫn cười. Và mình không bộc lộ gì ra bên ngoài cả, và mình giấu tất cả mọi thứ vào bên trong. Và mình chỉ đem điều tích cực đến cho tất cả mọi người thôi. Như vậy thì nó không thật với chính cảm xúc bên trong của mình. Và một ngày nếu mà nó vỡ òa ra thì lúc đó nó khó để có thể cứu vãn được. Chị cũng đã từng dừng lại và cũng còn những cái đối xử văn minh với người chồng cũ. Thì có những cái lúc mà cái cuộc hôn nhân nó đã đi đến cái cao trào, mình không thể nhịn được nữa, không thể mà cứ tiếp tục như vậy. Thì giải phóng cho nhau, hoặc là cái phần lỗi của người kia, hay là cái phần lỗi của ai, lúc đó mình không có bàn tới nữa, mà không thể chịu đựng được nữa trong cái hôn nhân như thế, thì mình phải quyết định thôi. Nhưng có thể hai đứa gặp nhau trước đấy đi, thì có thể lại không phải là người đúng của nhau. Nên tụi em luôn biết ơn mối quan hệ đã qua, những gì đã qua trong quá khứ.